Rồi, mình xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà ráp cái phao nước tự động ở nhà của mình, để mà khi mình sử dụng gần hết nước á, trên bồn á, thì đây mình gần hết nước trên bồn á, thì sẽ là cái phao này nó sẽ là điều khiển cái motor mình bơm tự động bơm nước lên luôn nha. Và khi mà bơm nước gần đầy bồn á, các bạn chỉnh cái phao gần đầy thôi, không gần đầy. Gần đầy bồn thì nó sẽ nhảy cái relay, nó sẽ ngắt ngắt điện là motor không có chạy nữa. Đó. Thì chỉ đơn giản vậy thôi. Thì ở đây thì cái phao nước mình đã mua sẵn đây. Thì cái này là hay thông dụng nhất đây. Đơn giản. Đây, trong đó thì nó có hai cái phao. Một cái phao ở trên và một cái phao ở dưới. Cái phao mà để khi mà nước nó lên cao gần đầy bồn thì nó ngắt, và một cái phao này khi mà hụt cái phao á thì nó cũng sẽ ngắt nha. Đó. Thì cái bộ linh kiện của nó là như thế này đây. Đó. Trong đây thì nó có cái hướng dẫn sử dụng đây. Nói chung là trong này nó có cách sử dụng hết, nhưng mà mình làm video chia sẻ cho các bạn thì thực tế hơn. Đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Trên đây người ta cũng chỉ là cách đấu. Đó, đây nhìn cái sơ đồ đây, thì trong đây nó có phao. Cái này là các bạn gắn trên cái bồn á, trên cái bồn nó có cái lỗ đó, các bạn bắt cái này vô dặn cái bát này lại và lòn hai cọng dây này xuống thôi, lòn cọng dây này xuống. Ừ. Đó, mình lúc mình gắn á thì mình mở ra để mình đấu dây, mình đấu vô dây đây. Đó, thì khi mà các bạn đấu á thì các bạn đấu vô cái chân A1 A2 nha. Đây, A1 A2 đây, theo cái sơ đồ này. Đó, tại vì A1 A2 là tiếp điện thường hở nha. Đó, người ta sẽ chừa cho hai con ốc này, hai cái đầu B1 B2 á, là để người ta sử dụng trong các trường hợp khác. Ví dụ như khi mà sử dụng cái bơm nước hồ, khi mà đầy cái hồ rồi thì người ta yêu cầu là bơm ra ngoài thì người ta sẽ sử dụng cái B1 B2. Còn mình á là mình xài A1 A2 là khi mà cái bồn của mình hết nước á, là mình xài tiếp điểm thường hở, là khi mà hết nước á, thì nó sẽ giật hai cái phao này xuống. Nó gãy vậy nè. Đó. Nó hụt hai cái phao này, nó sẽ nghĩ nó hụt một cái phao thì nó không có khả năng mà giật được công tắc. Khi mà nó hụt cái phao thứ hai á thì nó mới giật được cái lưới gà này, cái relay này nó mới đóng điện. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem ở cái chế độ đo điện trở đây, đo thông mạch đây. Đó. Đây A1 A2 đó. Thì khi mà bình thường thì nó đây là nó đang ngắt nè, khi mà nó hụt hai cái phao thì nó sẽ ngắt. Đó. Hụt hai cái phao thì nó sẽ gỉ cọng dây này xuống, nó sẽ đóng nè. Đó, nó thông mạch qua thì điện nó sẽ qua cái từ CB này, nó qua CB nó đi ngược lại đây. Đó, nó xuống motor. Đó. Và cái dây mát này nó sẽ đi thẳng xuống cái motor luôn. Thì motor sẽ chạy. Khi mà nó chạy lên đầy bồn rồi á. Đó. Khi mà đầy bồn lên, khi mà nước chảy lên đây. Đây, mình quả cho các bạn thấy khi mà nước chảy lên đây. Lên thì khi mà nó nổi cái phao này lên á, thì một cái phao này không có đủ mà để nhả trả công tắc về. Khi mà nó bơm lên tới đây á thì cả hai phao đều nổi lên. Cả hai phao đều nổi lên thì nó sẽ là ngắt cái relay này. Đó, thì cái motor sẽ tắt. Đơn giản này thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà rút cọng dây luôn nha. Thì mình sẽ lấy cái phao trên trước rồi xong tới phao dưới. Đó, thì bây giờ các bạn cứ canh là các bạn tùy theo các bạn muốn cái bồn nó bơm đầy á, thì các bạn rút cái phao cọng dây này nó ngắn lại. Còn các bạn muốn là nó bơm hai phần bồn thôi thì mình rút hơi dài một chút. Đầu tiên các bạn xọt cọng dây này qua. Đó. Rồi. Đây nha,
Mình ví dụ như mình chọn cái khoảng này nó gần đầy bồn đi. Đó, xong các bạn rút lại. Xong mà để cho cái phao nó đứng thì các bạn kéo tiếp xuống đây luôn nha. Đó. Đây cái phao này nó có hai cái lỗ hai đầu nè. Rồi mình rút tiếp cái rút này. Khi mà mình rút kiểu này là mình mai mốt mình chỉnh phao cũng được, mình chỉnh cái mức nước nó bơm lên nó rất là dễ. Đó. Rồi. Thì xong cái phao thứ nhất rồi, rồi tiếp tục cái phao thứ hai. Thì cái này cũng các bạn cũng tùy theo các bạn đo. Ví dụ như các bạn muốn là gần hết bồn nó bơm cũng được, mà các bạn muốn cao cao một chút xíu thì các bạn mà để dây nó ngắn lại thôi. Đó. Đây, thì mình cũng thọt vô cái đầu trên đây, mình cũng rút. Đây, ví dụ như mình chừa khoảng cách là bao nhiêu đi. Rồi, thì mình cũng rút lại ha. Đó, xong các bạn cũng rút xuống cái rút dưới luôn nha. Cứ ngay cục cục trên cũng như cục dưới, mình cũng rút hai rút luôn. Đó. Rồi cái rút dưới này các bạn rút hai ba rút thì các bạn dư bạn các bạn cắt cũng được, còn không thì các bạn để cũng không sao. Để mai mốt khi mình cần thả dài xuống thì mình thả dài ra, khi mình muốn thâu lại thì mình thâu lại, khỏi cần cắt cũng được. Đó. Đó, thì cái phao nước của chúng ta nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu thực tế cho các bạn xem luôn nha. Đây mình cái CB đây, thì mình đấu theo cái CB này nha. Mình lấy điện một pha xuống điện 220 220V này AC. Đó, thì mình lấy vô cái nguồn CB đây nha. Đây thì mình lấy cái vít cắm mình đưa vô đây. À. Này là mình thử thôi, mình lấy vít cắm mình qua cái CB mình thử cho các bạn xem luôn. Đó, mình đấu điện 220 vô cái CB này. Đó. Điện 220 vô CB đây. Và dưới CB nè. Dưới CB các bạn lấy một dây đi qua cái phao nước là A1 nè. Đây là A1 nè. Chấu này là A2 nè. Đó. Thì ở đây mình lấy cái dưới CB qua A1 trước nha. Đây. Mình đấu từ từ cho các bạn dễ hình dung ra luôn. Nói chung là cái này đơn giản thôi. Nhưng mà mình phải chia sẻ thì mình phải chia sẻ cho hết luôn, nó đầy đủ luôn. Đây, dưới CB qua A1. Đây, A1 đây. Để mình tuốt cho nó dài dài chút. Rồi, từ đây là A1 rồi, và từ A2 từ A2 mình qua motor nha. Đây thì hai cái dây motor đây, mình ra một dây từ A2, không mà để mình lấy cái này mình ra A2 luôn. Đây từ ra A2 nè, mình ra motor luôn. A2 đây, ra một dây motor đây, này là dây của motor, dây nào cũng được. Rồi, dây còn cái dây dưới CB này, còn cái dây dưới CB này các bạn vô thẳng motor luôn, thì cái dây motor này nó còn một sợi đây, bạn vô dưới CB nữa rồi.
Rồi, cái này á, là khi mà các bạn ráp xong thì các bạn đậy đây luôn, nó có cái đường rãnh chỗ đây nè để nhét hai sợi dây điện xuống nè. Đậy đây luôn. Đó. Còn cái bát này các bạn, nếu mà các bạn có cái bồn thì các bạn bắt vô cố định luôn nha. Lồng cọng dây vô chính giữa cái lỗ này luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ là cắm điện thử cho các bạn xem luôn nha. Mình gạt CB nha. Đó. Thì hiện tại như cái phao này nó đang nổi nè. Đó. Thì motor nó tắt. Rồi và khi mà cái hai cái nước này, nó khi mà nước nó cạn á thì hai cái phao này nó thòng xuống nè. Motor nó sẽ chạy. Rồi. Thì video của mình đã đến đây là kết thúc rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu thấy video mình hữu ích thì hãy like và chia sẻ video. Đồng thời các bạn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.